hai Persian gặp nhau. Hai chém tuyển ở một móc la. Quân là cân nhau rồi. Pơ gặp Pơ. Hãy cùng chờ đợi xem. Mời theo dõi, hãy like và share nhá. Chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa. Chia sẻ mạnh hơn nữa. Mỗi bạn hãy chia sẻ một lần trên trang cá nhân của mình. Băng Xuân Hà tặng chồng yêu dấu 100 sao. 100 sao. Xin phép được cờ ghim lại. Tặng lúc nào mà nhanh thế nhở? Lóng nhoáng phát đã tặng ngay 100 sao rồi. B dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Đang được bà xã ủng hộ cho là hiện tại thì quân thì là cân rồi. Trận đấu này chỉ mong là bài nó ổn hơn một chút nữa thôi. Có vợ rồi. Ông cường sấm chả biết cái gì. Có vợ rồi. Cảm ơn Tuấn E Tuấn Anh ETV đã gửi tặng 100 sao nhá. Vâng, bên thắng thì cứ cho họ gáy đi. Họ gáy xong tí mình mà thắng lại mình gáy ngược lại. Còn bây giờ mình thua tạm thời là C1, tức là bình luận viên được quyền gáy. Cho họ gáy, họa mi vẫn hot. Bao giờ họ mới hết hot thì lúc đấy thì mình sẽ lại hot lại vậy. Thầu 70%. Mười phần trăm là bài giàu đấy. Homeless.
Cảm ơn Đức Thủy đã gửi tặng 100 sao. Bao nhiêu bài đây rồi, gặp dân của game thủ tiểu Man Thầu. Thầu đang ra ruộng bài này. Bây giờ mình ôm được cái chỗ này là đẹp nhất cho Hoàng Nhi. Có P ở đây cho nó mình ăn hết chỗ bài yêu này một chuyển A luôn. Cả hai đều sẽ hướng đến một bài đấu sẽ có chuyển A. Ai mà giữ được và thủ được nhiều dân lúc đầu sau đó thì sẽ lực thì chuyển A tốt hơn thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Thầu đánh đủ công giáp. Mất luôn con giò dành cho thầu. Đang muốn đóng một chiếc BP thứ hai và con phù sẽ hoạt động làm cái việc của mình thôi. Phù ơi nghe đi, như vậy là được rồi, con lạc đầu tiên của bạn cũng có phù, họ cũng sẽ phù lại được, chắc chắn là như vậy, thậm chí là hai phù luôn. Có tỷ số là 0-3 ở set thứ hai với bài họ nhốt một con phù ở đây, công P không thành công, mất rất nhiều lực. Họ đã chuyển A luôn rồi. Do họ gần nhà mình thôi. Ngay sát nhà nhau. Tỷ số tạm thời là 0-2 về C. Và cố gắng ở set đấu thứ 3.